Chào mọi người, hôm nay là 3 tháng mình tới mình tái khám sau khi mà mình đã cấy rung bị mỡ. Thì tình trạng mũi trước đây của mình thì nó bị viêm, đầu mũi nó bị đỏ với lại sống mũi nó hơi lệch một tí. Thì tới thì bác sĩ đã cấy rung bị mỡ để khắc phục cái tình trạng viêm với lại giữ cái phôi mũi nó không bị co rút. Thì nếu mà sau này mũi nó có bị co rút lại thì sẽ tiến hành nâng lại mũi mới. Nhưng mà tình trạng hiện tại thì mình thấy nó cũng không có co rút nhiều so với cái thời điểm mà mới làm xong. Mũi nó gom lại hơn trước rất là nhiều, nhìn nó tự nhiên hơn. Nhìn lại toàn bộ quá trình thì mình thấy cái phương pháp này nó rất là hay. Làm nó không đau là thứ nhất, thứ hai là lúc mà làm xong thì không cần nẹp luôn, cứ để như vậy khoảng một ngày, nó chỉ sưng nhẹ ngày đầu tiên thôi, ngày hôm sau là nó sẽ hết sưng. Thứ ba là nó hồi phục rất là nhanh, khoảng 3 ngày thôi, 3 ngày là cái mũi đó trở lại, nó không còn sưng gì nữa hết, không bầm luôn. Thì nhìn chung thì bác sĩ rất là tận tình, còn nhân viên thì rất là vui vẻ, ai cũng cố gắng làm. Sau khi phẫu thuật được khoảng 2 ngày thì bên nhân viên ở bên Newface có gửi cho mình một cái link, thì trong đó nó có ghi lại toàn bộ quá trình phẫu thuật, thì mình có biết hết toàn bộ bác sĩ đã làm như thế nào. Hiện tại mình rất hài lòng với cái mũi này, nói chung là ai gặp thì cũng khen nó là nó nhìn tự nhiên hơn trước. Sau khi mình làm xong thì mình thấy là nếu mà những bạn nào mà rơi vào tình trạng giống như mình ấy, là mũi nó bị viêm, nó bị bóng đỏ đầu mũi, thì mình nên làm sớm để tránh những cái biến chứng sau này. Với mình thì việc lựa chọn viện nâng mũi Newface là một cái quyết định rất là đúng đắn và sáng suốt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu có cơ hội thì mình sẽ tiếp tục review 6 tháng sau này.